Quý lời có Chúa và các anh chị em, chúng ta trong buổi sáng chủ nhật hôm nay khi chúng ta dành thời giờ để tập chung chung với nhau. Hội Thánh Chúa ngày hôm nay tôi để ý là đang ở trong cái giai đoạn chuyển giao thế hệ, tức là thế hệ trẻ quá nhiều đi, mà này trẻ rất trẻ đó, cho nên những anh em ở trong lãnh đạo và thánh nên chú ý đến điều đó. Nó có một cái nhịp chữa rất là trống và từ nhỏ hiệu nhỏ cho đến lớn hiệu lớn, cho nên anh em phải chăm sóc làm sao mà nó thế hệ cái người đó nó có thể lớn lên đủ vững mạnh cho học thánh Chúa. Chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà phải nói rằng là tình trạng thuộc linh của hội thánh đang cái hồi suy thoái. Thánh chung á, lửa từ những cái cuộc phấn hưng những năm về trước đây đã tàn tắt rồi, tất cả chỉ còn là nghe kể lại thôi. Đặc biệt là các bạn trẻ thanh niên ở đây, nếu mà các bạn thiếu niên thì không nói rồi, các bạn trẻ thanh niên ở đây, các con chỉ còn nghe kể lại cái chuyện hồi xưa đó là nó như thế như thế, nhưng mà dường như là các con không hề thấy rất là dấu kỳ gì xảy ra ngày hôm nay. Này đó hẳn nhiên vẫn còn một cái bài rất lạ, nhưng mà nhìn chung á là không còn. Việc thờ phượng Chúa đó thì nó vẫn tiếp tục được duy trì, nhưng mà thực sự mà nói là nó thiếu sức sống. Cái tinh thần thế gian á, nó bắt đầu để xâm nhập vào đời sống con dân Chúa và con tới Chúa khắp mọi nơi. Thì trong cái tình trạng như vậy thì làm thế nào để nhen lại cái lửa nhiệt thành ở trong tôi và mỗi một anh chị? Làm thế nào để con anh em có thể phục hồi cái đời sống tinh kính? Hay nói cách khác là đâu là cái liệu pháp, hay đâu là cái phương thuốc chữa lành cái tình trạng nguội lạnh hay là hăng hẳn thuộc linh đó? Thì chúng ta sẽ tìm thấy cái câu trả lời trong phần kinh thánh sáng hôm nay, trong Ma-la-chi đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu số 5. Tôi chọn cái tựa đề cho cái phần sứ điệp này là tình Chúa mãi không phai. Đó chính là cái phương thuốc để có thể đem con và anh em trở lại với cái tình yêu ban đầu của Chúa. Tôi đọc từ câu 1 cho đến câu 5, Ma-la-chi đoạn 1. Lời tiên tri của Đức Giê-hô-va phán cho Israel qua Ma-la-chi. Đức Giê-hô-va phán: Ta yêu các con, nhưng các ngươi nói rằng Chúa yêu chúng con ở đâu? Đức Giê-hô-va phán: Chẳng phải Ê-sau là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Ta làm cho đồi núi của nó trở nên hoang vu và phó sản nghiệp nó cho chó trong hoang mạc. Nếu Ê-đôm nói: Chúng tôi đã bị phá hủy, nhưng chúng tôi sẽ trở về xây dựng lại từ những đống đổ nát, thì Đức Giê-hô-va phán luôn phán rằng: Chúng sẽ dựng lại nhưng ta sẽ phá đổ, và người ta sẽ gọi chúng là đất nước gian ác, là dân tộc mà Đức Giê-hô-va nổi giận đến đời đời. Mắt các ngươi sẽ thấy và các ngươi sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, vượt ra ngoài và khỏi Israel. Tái xác chính tình yêu của Chúa cho mình là cái phương thuốc chữa lành tình trạng nguội lạnh thuộc linh, thưa ông bà anh chị. Tái xác chính cái tình yêu mà Chúa dành cho mình, đó là cái phương thuốc hay là cái phương cách chữa lành cái tình trạng hâm hẳn thuộc linh của chúng ta. Chắc chắn là không ai của chúng ta nhìn nhận rằng mình là hâm hẳn thuộc linh đâu. Không ai của chúng ta nhìn nhận cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà hỏi rằng là đời sống của mình có còn cháy cho Đức Chúa Trời không? Lửa nhiệt thành của buổi ban đầu, lửa nóng bùng của buổi ban đầu nó còn bùng cháy trong chúng ta không? Thì phải nói thành thật là chúng ta sẽ nói gì? Không. Quyền năng của Chúa có còn hành động nó trong tôi và anh em không? Nhiều người trong chúng ta sẽ nói gì? Không. Nhưng mà để có thể hiểu được cái phần kinh thánh này, tôi muốn đi sơ qua chút xíu về cái bối cảnh của cái dân Israel thời Ma-la-chi. Đây là cái thời điểm mà họ có 100 năm sau khi hồi hương. Chúng ta biết dân Israel phạm tội với Chúa, Chúa bắt họ đi lưu đày ở Iraq bây giờ đó. Rồi sau một thời gian, tức là 70 năm có lẽ, tức là có thừa một số năm nữa, họ theo như lời Chúa hứa, họ được trở về. Họ về, họ dựng lại đền thờ của Chúa. Rồi từ cái mốc mà họ trở về đó, cho đến cái lúc mà cái thương tính này xuất hiện là 100 năm, đó là một thế kỷ. Thế hệ cha ông của họ, những người được trở về hồi hương trên quê cha đất tổ rồi thực hiện một vài công cuộc một hơn trong thời Sô-lô-ma-ben, nó qua rồi 100 năm sau anh chị. 100 năm sau không phải tô anh em cắt cái cơn bánh lưng mà khoảng 40 năm trước rồi. 100 năm sau như vậy, dân Israel thời bây giờ họ được hồi hương, họ hết cái cảnh lưu lạc tất khách quê người rồi, tức là tha phương cầu thật đâu rồi, bây giờ họ được trở về quê hương rồi. Nhưng cái thời bây giờ họ vẫn còn ở dưới cái quyền đô hộ của cái người Ba Tư, họ chưa được hoàn toàn độc lập tự do.
đền thờ Jerusalem thì được tái lập rồi, nhưng mà vinh quang ngày xưa của Đức Chúa Trời trong đền thờ đó không còn nữa. Tôi nhớ mãi khi cái năm cách đây cũng 3-4 năm gì đó, tôi có dự một cái hội nghị của một vùng quốc tế ở tại Malaysia. Các vị học trò của mục sư Ray Hạc Phong kia, cái anh đó hình như là Daniel hay là cái tên của anh, anh rất trẻ mà tôi nghĩ là chỉ có phương Tây mới dám giảng này, chứ một người Á Đông mình không ai dám giảng. Ngồi bên dưới là những cây đa cây đề của ngũ tuần quốc tế, thì anh lên giảng anh nói này, quý vị nhìn đây, cái tựa đề là tái phục hồi và chuyển giao cho thế hệ trẻ. Thì anh nói là liệu quý vị có còn gì để chuyển giao cho tụi tôi không? Ông hỏi những cái cây đa cây đề, bởi vì ông nói là cái thời mà chúng ta đang ở đây rất giống cái thời của Malachi. Đó là lúc đó các thầy tế lễ đó vẫn cứ thầm thà thầm thù vào trong cái nơi chi thánh, mặc dù trong đó hồn dấu ước còn không, sự hiện diện của Chúa còn không, không, nhưng mà ông nào cũng sợ, ông nào cũng đi vào và cộng thuộc. Anh em nhớ cái câu chuyện Sanctuary mà vào là thiên sứ, không có gì hết đó, nhưng mà người ta vẫn cứ sợ như thường, không còn sự hiện diện, không còn có bình quân của Chúa. Cái thời của Malachi đây mà nó kéo dài cho tới suốt phía sau đó 400 năm nữa, trong thời đám riết cũng cùng như vậy. Anh em ạ, đền thờ đã được tái lập, nhưng mà vinh quang của Chúa không còn ở đó. Nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời không có thành hiện thực, vẫn chưa thành hiện thực, và không biết bao giờ mới thành. Nhưng không phải là lời hứa xa, là có lời hứa rất gần. Chẳng hạn như trong Sacheri đoạn 1 câu 16-17, tức là 100 năm về trước á, chưa hứa gì. Vì vậy Đức Chúa Hô-va phán, ta sẽ trở lại với Jerusalem trong sự thương xót, đền thờ của ta sẽ được xây lại tại đó, và dây chuẩn mực sẽ dâng trên Jerusalem. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hãy công bố một lần nữa rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán, các thần của ta sẽ lại tràn đầy của cải, Đức Giê-hô-va sẽ lại an ủi Sion và lại chọn lựa Jerusalem. Vâng, đền thờ thì là được rồi, nhưng mà cái tràn đầy của cải đó thì không thấy gì cả. Và vì có lâu chờ đợi lâu, nhiều năm tháng qua đi mà không thấy lời hứa của Đức Chúa Trời ứng nghiệm, rồi dân sự của Chúa, rồi các thầy tế lễ bây giờ bắt đầu sống buông thả, họ sống thỏa hiệp, họ vẫn thờ phụng Chúa, họ vẫn dâng lễ cho Chúa, nhưng mà dâng lễ trong cái sự bất kính, họ coi thường Chúa, họ khinh dễ Chúa, họ bất trung trong hôn nhân, thậm chí họ ăn trộm một con người. Nếu anh xem là đã đọc sách Malachi anh em biết, mà cái tình trạng nó kéo dài sang tới thời Đấng Christ, mà mấy ông Pharisee là đại diện đó, tức là rất là lý thuyết rất là giỏi, kinh sách rất là giỏi, nhưng mà không có sự sống, không có cái mối quan hệ cá nhân với Chúa. Dễ lắm các bạn, cái thế hệ trẻ ở đây, các bạn có thể biết là Chúa giỏi, nhưng có thể các bạn không hề kinh nghiệm Chúa, các cá nhân giống như cái thế hệ cha anh của các bạn. Tình trạng này nó đang diễn ra khắp mọi nơi, thưa anh chị. Cái tình trạng này nó đang diễn ra khắp mọi nơi, hội thánh nào ta kể cả những cái hội thánh ngũ tuần thần tứ luôn, tức là giữ lễ nè bằng cấp đầy luôn, nhưng mà khổ nổi là hội thánh hộ hành suốt, hội thánh không còn quyền năng, dù là hội thánh ngũ tuần, không dù là hội thánh ngũ tuần nhưng không có quyền năng, hội thánh không có cái người mới. Lâu lâu năm thở một thời có xuất hiện được người tin Chúa, nhưng mà hội thánh cũng không giữ được, không gây dựng được. Nhìn đi nhìn lại không có cái thế hệ kế thừa, không có cái thế hệ được giấy lên. Thế hệ trẻ thì sao? Chán Chúa, không tha thiết gì phục vụ cả. Đó là tình trạng chung của hội thánh ngày hôm nay. Mình thấy không có gì khác đúng không? Hội thánh của cái thời Malachi với cái hội thánh thời Tô và Nang đây, nào khác gì nhau? Nhưng mà trước tình hình đó thì Chúa phản ứng như nào? Cái câu số 1 anh xem trong cái bản hiệu chính mà anh đang sử dụng là đó là lời tiên tri trong nguyên văn ấy, mà bản dịch cũ đã dịch đó là gánh nặng lời Đức Giê-hô-va cho Israel bởi Malachi. Gánh nặng ở đây là vừa nói vừa có cái nghĩa là lời tiên tri đó, nhưng mà cái gánh nặng đấy nó nói về cái sự nặng lòng trước cái thái độ bội bạc của cái người mình yêu thương. Nếu mà ai đó đã ở trong cái tình trạng này, chúng ta có thể hiểu được. Mình la mắng, mình quở trách, thậm chí mình đánh đòn nhưng nó không thay đổi, thậm chí nó ngày càng là sa sút tệ hơn, thì nó sẽ là sao? Cái đau lòng, cái nỗi đau đó, cái nỗi nặng lòng nó không có diễn tả được,
khi mà cái lời ở đây chưa có nói gì hết đó, chỉ nói là trước cái tình trạng đó thì Chúa nói gì, đây là cái gánh nặng, gánh nặng của Chúa và của cả những sứ giả, những người mà Chúa sai phải được. Có thể một số anh chị em đây phải đến khi nào mà anh em làm cha làm mẹ đó thì anh em mới có thể hiểu được cái phần nào cái nỗi đau này. Thì con cái của anh em nó ngổ nghịch, nó ngang bướng mà anh em không dạy được, lúc đó là anh em mới hiểu được cái chữ là cái gánh nặng hay là cái tấm lòng của Chúa đối với mình như thế nào. Chỉ có khi nào mà anh em làm cha làm mẹ, các bạn anh em đang đứng vào cái vị trí gần gần giống như vậy đó, thì tôi và anh em mới hiểu cái nỗi đau của một người cha người mẹ mà bất lực khi nhìn thấy con mình nó không tôn lòng. Đang khi những người hầu vì Chúa, con dân Chúa thời bây giờ đã trở nên lạnh nhạt với Chúa, thờ phượng Chúa chỉ còn là hình thức tôn giáo thôi, và thậm chí là thờ phượng Chúa nhưng mà khinh Chúa, thờ phượng Chúa nhưng mà coi thường Chúa. Dầu vậy Chúa không sai sứ giả của Chúa cảnh tỉnh họ, nhắc nhở họ, rồi đem họ lại cái mối quan hệ đúng đắn với Chúa. Chúa bảo gì anh chị em? Chúa nói ở trong câu số 2, ta yêu các con. Trong nguyên văn cái câu này nó có nghĩa là ta yêu các con một cách sâu đậm, hay là ta yêu các con một cách sâu nặng, ta yêu các con vô cùng, trong tiếng Anh gọi là deeply. Nó cách khác, cái điều đầu tiên mà Chúa nói với dân sự của Chúa đang khi họ lạnh nhạt, họ xoay lưng lại với Chúa, đó là Chúa tái xác nhận tình yêu của Ngài. Điều đầu tiên là Chúa tái xác nhận tình yêu của Ngài đối với con người của chúng ta đó anh chị em. Mình chỉ nói là I love you là khi nào? Là khi mình cảm thấy gì? Mình hạnh phúc, mình vui vẻ, mình nói chung là hai vợ chồng mình lúc mà cái gọi là sung sướng đi, vui vẻ thì mới quay qua chồng, mới quay qua vợ, quay qua chồng là I love you, là anh yêu em hay em yêu anh. Nhưng mà Chúa thì không như thế. Chúa nói là I love you hay là ta yêu con một cách sâu nặng ấy, khi nào? Khi đối tượng được yêu đã thay lòng đổi dạ. Anh em hãy để ý rồi nè, Chúa nói với dân sự Chúa là ta yêu các con một cách sâu đậm khi nào? Khi họ không còn trân quý cái tình yêu mà Chúa dành cho họ. Nhiều khi mình tưởng là chỉ có cái thần lo chi thôi, hay là cái thần của chúng ta thôi. Anh em ơi, cái tình trạng mà cái tấm lòng của chúng ta nó phôi qua đi với Chúa, nó diễn ra liên tục ở trong lịch sử của con dân Chúa. Khải Huyền đoạn 2 câu 4, chúng ta cũng biết cái câu kinh thánh này, đúng không? Khải Huyền đoạn 2 câu 4, là Chúa nói gì? Những điều ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến hay là bỏ cái tình yêu bằng mình. Làm sao tôi và anh em biết được là mình có còn ở trong cái mối quan hệ mật thiết, yêu thương với Chúa, hay là mình đã phôi qua lạnh nhạt cái tình ban đầu? Cái biểu hiện là như này anh em. Nếu tôi và anh em là phôi qua đi cái tình ban đầu với Chúa đó, thì mình vẫn còn thờ phượng nha. Không phải là mình hết thờ phượng là nó quá độ rồi. Mình vẫn còn thờ phượng Chúa, mình vẫn còn dâng lễ cho Chúa, nhưng mà chỉ là hình thức bề ngoài thôi. Tôi nói với anh em, tôi và anh em có thể dâng hiến nhưng có thể không yêu Chúa. Tôi và anh em có thể tặng quà cho người khác mà mình không yêu thương gì người ta. Nhưng mà một người mà yêu thương thật thì kiểu gì họ cũng ban cho, kiểu gì họ cũng tặng. Cho nên xin hãy để ý là từng bao giờ mình còn yêu Chúa, yêu thầm chính lòng chúng ta. Nhiều khi tôi và anh em vẫn còn dâng hiến cho Chúa, vẫn còn đi nhóm họp này nọ, nhưng mà nhiều khi nó chỉ là cái bổn phận thôi, chứ không còn cái lòng kính sợ Chúa đâu. Chúng ta xem vài câu số 7 và câu số 8 của chương 1 này, nói cái tình trạng của dân Israel như là các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi nói rằng chúng tôi có làm ô uế ngài đâu. Rồi xong lắm. Câu tiếp theo, câu số 8 là nhiều khi tôi và anh em dâng hiến cho Chúa, nhưng mà chúng ta dâng hiến theo cái kiểu giống như là bố thí cho người ăn xin. Cái lòng của tôi và anh em nó thể hiện rất rõ. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là thôi tôi vẫn còn ok, vì tôi vẫn còn đi nhóm. Tôi và anh em vẫn có thể đi nhóm, vẫn có thể dâng hiến bình thường, nhưng mà lòng tôi và anh em đã có thể cách xa Chúa. Nhưng khi tôi và anh em không biết được mình sa sút như nào, thì hãy xem cái cách nói năng, cái cách phát ngôn của mình có còn xứng hợp lần người thờ phượng Chúa không. Nhiều khi tôi và anh em vẫn là người đi thờ phượng Chúa, nhưng mà mình có cái hôn nhân, cái mối quan hệ hôn nhân bất khiết, tức là không có xứng hiệp với người tin kính Chúa. Rồi mình ăn trọn phần 10 rồi mình không giữ lời hứa nguyện. Ngày hôm nay tôi và anh em hay hứa sản lắm. Khi mình gặp chuyện thì mình làm sao?
Chúa ơi, xin Chúa cứu giúp con, Chúa cứu con này, con sẽ làm như vậy này, Chúa cứu con sẽ làm như kia. Rồi xong rồi sao? Được cái phần của mình, cái mình quên không? Khi mình gặp rắc rối trong cái chuyện đánh đắp chân hàng, mình nói Chúa giải quyết con, giải quyết cái nguyên tắc này sao? Con đi hầu Chúa luôn. Tôi có đứa trò họ buôn ma túy, công an bắt, bắt bên Mã Lai đó. Mà cái đó là bên kia là chỉ gì là cột là chắc luôn á, tức là tử hình là chắc luôn. Thì con vợ đó nhà cầu nguyện nó, Chúa ơi, Chúa giải cứu chồng con ra là con đi học thì Chúa trọng thần giờ rồi. Nói cho tôi nghe tôi đó, sao con giải cứu quá? Sao mày hứa sẵn? Chúa ban cho mình mọi điều đâu phải là cho mình trả cái công gì? Anh mong đừng bao giờ từng mong. Bởi vì tất cả những gì Chúa làm cho con là đang không phải vì mình xứng đáng hay là vì mình vì công đức của mình làm này kia. Vì Chúa nhân từ, Chúa thương xót cái con là đang thôi. Mà một khi đã hứa rồi thì phải cố gắng mà giữ. Cho nên nhiều khi con là đang hứa lấy được hả? Mình không giữ là hứa miệng, thật ra mình coi thường Chúa đó. Có thể anh em không biết được là mình có đánh mất cái tình yêu ban đầu đối với Chúa hay không, thì hãy kiểm chứng lại những cái biểu hiện mà tôi vừa nói, đó là vẫn còn thờ phượng, vẫn còn dân lễ nhưng mà chỉ hình thức. Có thể là nói năng phát ngôn của mình nó không xứng đẹp với người thật của Chúa, cái quan hệ tình cảm của mình, cái đời sống hôn nhân của mình nó không có thánh khiết ở trước mặt Chúa. Có thể là con anh em vẫn còn ăn trộm phần mười, vẫn còn không giữ lời hứa hẹn, không, thì đó là những cái biểu hiện nó chỉ ra rằng gì? Tôi và anh em không còn giữ cái tình yêu ban đầu. Khi mà Chúa tái xác nhận ấy, ta yêu con cách sâu nặng. Chúa tái xác nhận ta yêu con cách sâu nặng. Khi dân Chúa đã thay lòng đổi dạ đó, anh chưa bao giờ, nó chứng tỏ gì? Nó chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Ai cũng làm gì cũng biết gì này. Hay sai đoạn 54 câu 10 nói như này anh xem. Dầu núi giờ, dầu cầu chuyển, sao nữa? Nhưng lòng nhân từ ta đối với người chẳng rời khỏi người. Rồi lời giao ước ta, lời giao ước bình an của ta sẽ sao? Có thay đổi không? Không thay đổi. Tôi nói với anh em điều này. Tôi nói với anh em, anh em đi nhà thờ thì thường thường xuyên nghe mấy ông sư nói gì? Chúa yêu thương mình, đúng không? Mình nói biết cái này kiếp hoài lúc nào cũng nói đó. Nhưng mà điều tôi nói với anh chị, nhiều khi tôi với anh xem cứ đón nhận cái tình thương của Chúa hoài rồi mình nhận thấy cái đó như là cái chuyện ngẫu nhiên, như những cái chuyện tất yếu á, rồi mình quên mất, mình không còn nhớ là Chúa yêu thương mình. Cái giải pháp để ra khỏi cái sự khô hạn hay là hờ hững của linh đó anh xem, đó là tôi và anh em phải tìm lại, phải ôn lại, phải nhắc lại những cái kỷ niệm yêu thương với Chúa. Ngày hôm nay dễ lắm, tôi và anh em chỉ còn là hình thức thôi, chỉ còn là người thờ của hình thức, bởi vì tôi và anh em không còn nhớ lại những cái việc làm đầy yêu thương mà Chúa dành cho mình. Cách đây khoảng 4 năm tôi có dự một cái hội nghị thương gia cơ đốc ở tại Singapore. Tại đó tôi nghe cái lời chứng của vị Bộ trưởng Tư pháp Singapore, ông cái Chúa, ông muốn là luật sư. Khi ông lên nhận chức thì ông rất là lo, bởi vì ông chỉ là một luật sư. Ông cầu nguyện với Chúa, thì Chúa nói là con bắt đầu con đọc Kinh Thánh. Thì ông nói Chúa ơi, trong Kinh Thánh còn nói chuyện gì không à, chẳng có nói chuyện luật pháp gì. Chúa nói không, con bây giờ con đọc Kinh Thánh mà con cứ cái chỗ nào mà có kinh liên quan tới luật pháp thì con ghi hết rồi. 3 tháng sau, cái hiểu biết của ông về Kinh Thánh nó thay đổi hoàn toàn trong cái góc nhìn của một luật sư. Nhưng mà cái điều có ấn tượng nhất là ông nói gì? Đối với Singapore thời bây giờ là cái án mà cái án ly hôn đó, chồng chắc nó nhiều quá không biết được. Lý do là những người chồng mà họ đi làm ban ngày cho nên không có cách gì xử án được hết, không có cách gì xử án được. Nhưng mà sau đó Chúa hướng dẫn ông rằng là cái việc mà để cái tòa ly hôn đó là không, là đã thấy là không có cách nào mà có thể hàn gắn được. Bởi vì cái chính của ly hôn là làm sao để cho người ta có thể hòa giải, tức là cái giải pháp đầu tiên trong việc ly hôn là hòa giải hai vợ chồng. Sau đó ông quyết định trong cái sự soi sáng của Chúa đó, ông chuyển cái buổi cái tòa nó mỗi buổi tòa là một buổi tối hết. Thứ nhất và để thành có nhiều khi tôi và anh
cái lòng phong pha với Chúa mà mình không hiểu lý do. Tôi và anh em vẫn bước đi trong cái sự ban phước của Chúa. Tôi và anh em vẫn bước đi trong sự thật là của Chúa. Mình vẫn trung tín đi nhóm hộp, mình vẫn dự phần công việc Chúa, mình vẫn dâng hiến. Nhưng mà nhiều khi lòng của tôi và anh em không còn sắc son, không còn chung thủy với Chúa. Chúng ta làm giống như cái thói quen, làm giống như cái thông lệ vậy thôi. Nhiều khi cái buổi nhóm là ở nhà mình, cho nên mình phải nhóm, cho nên mình không nhóm. Rồi về Chúa Nhật là nhóm mình được quen rồi, cái thời giờ đó mình đã set up nó riêng ra rồi, mình không có thể. Nhưng mà mình không phải là cái lòng mình khao khát, mình trong đợi đến gặp Chúa như là gặp người yêu thương mà mình hò hẹn nữa. Anh em ơi, giải pháp cho tình trạng đó mà Chúa đã tỏ ra đây là ôn lại những cái kỷ niệm yêu thương, cái buổi đầu mà Chúa làm cho đời sống tổ chức. Ôn lại những cái kỷ niệm yêu thương, hãy nhắc cho nhau nhớ. Cho nên trong những ngày vừa qua khi chúng ta có cái thời giờ gặp gỡ 20 năm gia đình Tiểu Á, cũng chỉ để làm đúng một cái việc đó thôi, nhắc lại những cái ân lành mà Chúa đã làm trên đời sống của mình, kể cả những cái câu chuyện rất là khôi hài, nó rất là vui vẻ của những ngày đơn sơ mình đi với Chúa. Để làm gì đây? Để làm nóng lại, làm ấm lại cái mối quan hệ của mình. Có thể ai đó trong những ngày vừa qua trong anh em bắt đầu phong pha đời sống mình đi với Chúa chẳng qua là giống như truyền thống của gia đình thôi. Sáng hôm nay tôi muốn nói anh em, nếu lòng anh em thật sự khao khát được phục hồi lại cái mối quan hệ đồng trái với Chúa, hãy ôn lại, hãy nhắc lại những kỷ niệm yêu thương mà Chúa dành cho mình. Điều thứ hai, anh chị em, anh ấy yêu chỗ nào đâu yêu. Có khi nào anh chị em nghi ngờ cái tình yêu của Chúa không? Khi Chúa bảo rằng là ta yêu các con cách sâu đậm thì họ hỏi gì? Chúa yêu chúng con ở đâu? Tôi muốn hỏi anh em câu này, có khi nào anh chị em nghi ngờ tình yêu Chúa dành cho mình không? Tôi và anh em sẽ nghi ngờ tình yêu của Chúa hả? Tôi nói lại, tôi và anh em sẽ nghi ngờ cái tình yêu của Chúa khi tôi và anh em chỉ tập trung vào những gì mình hiện ra có, tức là nan đề hứa và những gì mình ước ao mà nó chưa thành. Nói cách khác là khi tôi và anh em tập trung vào những gì mình không có, hay chính xác hơn là những gì mình chưa có, chưa được, thì tôi và anh em rất là dễ quên sạch những gì mình hiện đang có. Tôi và anh em sẽ không còn nhận biết, không còn nhìn thấy những gì mình hiện có, những gì mà Chúa đã làm cho mình, đã ban cho mình. Giang đi xoay cái thần mà là họ được tự do thờ phượng Chúa, họ không thấy. Họ được tự do làm ăn sinh sống, họ không thấy. Mà tất cả những điều họ có đó, có phải họ xứng đáng không? Anh em ơi, ngày hôm nay cũng cùng một cái cách đó. Nếu tôi và anh em chỉ nhìn vào những cái nan đề mà anh em đang đối diện, có thể nan đề đối diện là về sức khỏe của mình, về hôn nhân của mình, về tài chính của mình, về mối quan hệ của mình, hay là cái tình trạng sống của mình xung quanh, tôi và anh em dễ lắm là quên sạch tất cả những gì Chúa đã làm cho mình và những mình đang có. Nhưng mà tại sao dân của Chúa cái thời bây giờ họ không nhìn thấy, họ không nhớ đến những cái điều mà Chúa đã làm cho họ, anh chị em? Tức là họ không nhìn thấy là họ đã được hồi hương, họ đã sống tự do, họ đã có đền thờ để thờ phượng Chúa, v.v. Là ấy là bởi vì trong cái thời của họ đó mọi thứ đều ổn định, họ bây giờ thay đổi đó, không có những cái biến cố lớn lao mà những gì trong cái khoảng thời gian trước 400 năm yên lặng rồi, không có biến cố gì lớn lao hết. Chúa cũng không có làm có phép lạ dấu kỳ gì ngày này qua ngày kia, cứ lặp đi lặp lại cứ đều đều như vậy đó, dẫn tới cái việc đức tin họ nhầm chứ. Nếu mà cái buổi nhóm của hội thánh Sion mà hàng tuần Chúa cứ làm phép lạ dấu kỳ chữa lành một cái thánh thì đảm bảo là cái đức tin anh em nó không có yên được, tức là nó không có thể bình bình. Nhưng mà tuần nào cũng như tuần nào cứ đều đều vậy đó, không có gì xảy ra, cũng chừng đó con người nhóm lại rồi vào cũng ban hát y như vậy, sẽ đến một lúc nếu anh em không tỉnh thức, không đang giữ lòng mình, thì anh em sẽ rơi vào cảnh gì? Nhàm chán. Đức tin anh em sẽ dần dần trở nên phôi pha, rồi cái đời sống đạo của anh em dần dần nó chỉ còn là việc giữ lễ hình thức bề ngoài mà thôi. Anh em ơi, cái nan đề của tôi và anh em đó, tức là con người chúng ta đó, là mình rất là dễ mình vô ơn. Tất cả cái gì mà mình được hưởng á,
cứ điềm đềm như thế mãi rồi dần dần mình nghĩ là gì? Đó là điều hiển nhiên mình có được. Ngày xưa khi chúng tôi ở bên Mã Lai hầu việc Chúa, vì cớ là các em ban ngày Chủ nhật nó vẫn phải đi làm, cho nên là chỉ nhóm hầu việc Chúa vào tối Chủ nhật thôi. Chiều 5 giờ là xe nhà thờ đã cập ở chỗ cổng các công ty chúng nó rồi, chở các em vào trong nhà thờ cho ăn xong thì nhóm hầu việc Chúa lại đó, rồi sau đó trở về. Đều đặn như thế, tuần nào cũng như thế. Thì đến một lúc các em nó sẽ hiểu gì, nó sẽ rất là dễ. Giống như đó là cái quyền của tụi nó được hưởng vậy. Và trở nên vô ứng. Thậm chí tôi dặn là các con ơi, đến lúc các con xuống xe, các con về cái chỗ mình ở, nói cái lời cảm ơn với ông tài xế một tí. Tại sao không nói được? Vì mình nghĩ là nghĩ gì? Nếu mà tài xế mà tới trễ hay chậm cái lần gọi điện rồi trách móc được các thứ đó. Nhưng mà không biết là nó đâu phải đi phục vụ vậy. Anh em ơi, anh em cứ ngẫm lại xem, nhìn lại đi. Anh em sẽ thấy có rất là nhiều thứ mà khi mình vừa có mình cảm ơn Chúa thôi rồi luôn. Nhưng mà dần dần mỗi ngày cái mình trở nên không còn biết ơn Chúa nữa. Ví dụ một cái nhà, chứ cho cái ai mà chưa có nhà, chứ cho một cái nhà thiệt là to đúng không? 2-3 lầu thì mình sẽ làm sao? Cảm ơn Chúa, tổ chức tăng gia rồi để cảm tạ rồi các thứ. Nhưng mà rồi một thời gian sau bắt đầu lau nhà đó, đến lúc mà lau nhà bao nhiêu người còn cảm tạ Chúa, bao nhiêu người còn vừa lau vừa hát lòng tôi hát vui mừng cùng các tiếng vang lên, hay là bắt đầu là làm đồng. Nhưng nhiều khi cô bạn em không còn biết ơn Chúa, tức là không còn giữ cái tình đối với Chúa nữa, vì không phải là vì cái tai họa hay gì đâu, mà vì cái phước hạnh Chúa cho nó cứ nó đều nó diễn ra. Thì cũng cái người đó thôi mà trước đây mình cảm ơn thôi quá chừng, mà bây giờ thì tự nhiên cũng người đó cũng y nguyên vậy đó, mà mình bắt đầu mình lầm bầm mình quan sát. Thì cũng con cái mình đã thấy ngày xưa mình cảm tạ, mình cảm ơn là Chúa cho nó như này, rồi bây giờ cũng nó đó thôi. Anh em ơi, hãy cẩn trọng. Cái lý do mà cô và anh em không còn nhớ những gì Chúa ban cho mình đi là bởi vì mình thấy nó đều diễn ra đi. Đối với chúng tôi mà ở bên Mã Lai, một cái chuyện gà đó là coi như là tới đây nè, tới thịt gà là tới đây. Cho nên hôm thứ sáu có một người này hỏi mục sư, bây giờ em có cho mục sư một cái món quà mà mục sư phải chọn, mình chọn một trong hai thôi, thịt nai và gà dưới quê kia. Ông vừa nói xong cũng sắp nhấp nghe rồi là em hứa cho nên mục sư bên Mã Lai về đừng có nói chuyện gà, tao lấy một cái thịt nai đi. Anh mời thầy đi. Nhiều khi tôi và anh em dễ trở nên vô ơn vì cái những gì mà mình đã có. Cái gì mà anh em hiện có đó, anh em thoải mái đó, anh em cảm thấy nó chết. Ngày xưa khi mà cái thế hệ đầu của anh Trang mà đi nhóm lại thờ phụng Chúa là cả một cái cách lại, được tiết hợp phụng Chúa là cả một cách lại, có một cái quyển kinh thánh trong tay là tao nói còn thân vàng. Nhưng bây giờ thì sao? Khi tôi và anh em không còn gọi là giữ cái tình yêu, hay là khi tôi và anh em bắt đầu nghi ngờ cái tình yêu của Chúa đó, đấy ấy là lúc mà tôi và anh em chỉ tập chú vào những gì mình không có, chứ mình không có thấy những gì mình hiện đang có. Lúc nào mình cũng ao ước những cái mình chưa có, chứ mình không nhìn thấy để biết cảm tạ Chúa vì những gì mà Chúa đã giao cho mình. Cho nên có người nói như thế này, cái nơi nào mà cái tình yêu được bày tỏ rõ như thế là cái nơi đó thường là cái tình yêu ít được nhìn nhận nhất. Tôi thì tôi nói hôm nay cái người mà mình thường hay làm tổn thương nhất ấy, là cái người mà yêu mình hay là dành cho mình cái tình thương nhiều nhất. Cái người mà tôi làm tổn thương nhiều nhất là vợ tôi. Anh em hãy nhìn xem kỹ trong mối quan hệ của anh em, trong gia đình anh em, trong học thánh anh em, anh em sẽ thấy là cái cách mà mình đòi hỏi. Anh chị em phê phán người nào nhất, anh chị em làm bầm lên án người nào nhất, anh em biết không, là những người thường xuyên đi nhóm, chứ không phải cái người mà hỏi nhóm lòng này. Anh em đòi hỏi những người nào nhất, mà những người thường xuyên đi nhóm, anh em đòi hỏi đủ cái kiểu đó. Cái người mà tập tành đứng lên phục vụ Chúa là anh em đòi hỏi xét nét người ta quá chừng luôn.
mà lẽ ra mình phải đón nhận những cái đó chứ. Anh ơi, hãy suy nghĩ thật. Dân Israel nghi ngờ tình yêu của Chúa, họ hỏi Chúa, Chúa yêu chỗ nào đâu? Bởi vì tụi con đâu có thấy gì đặc biệt đâu. Nhưng mà họ quay mất lại những gì mà họ có là cái đời sống tự do, vui thoải trong Chúa, được thờ phượng Chúa trên quê cha đất tổ, được xây lại đền thờ, thì cái đó họ không thấy. Ngày hôm nay cũng vậy, nhiều khi tôi và anh em trở nên nghi ngờ cái tình yêu của Chúa. Đến giờ thờ nghe mấy mục sư nói Chúa yêu thương mình chừng nó hoài có bao nhiêu, cứ ngày đi ngày này hoài. Bao nhiêu người trong anh em biết là cha mẹ yêu thương mình? Bao nhiêu người trong chị em biết là chồng mình thương mình? Bao nhiêu người trong anh em biết vợ mình thương mình? Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy cái đó, mình không thấy cái gì đặc biệt. Anh em ơi, hãy nhớ điều này. Cái lý do mà con gọi là hôm qua không còn tha thiết, không còn gần gũi với Chúa trong sự cầu nguyện, không còn quý mấy lần Chúa nữa, đơn giản là bởi vì tôi và anh em chỉ tập trung vào những gì anh em chưa có, chứ anh em không tập trung vào những gì anh em đang có. Vâng, có thể những gì anh em có nó không phải gì là ớn lâu đâu, nhưng mà anh em ơi, anh em nhìn ra chỗ khác anh em thấy à, nhiều điều mà mình, anh em có người khác trong là không có. Đó chính là cái lý do chúng ta làm, chúng nói anh em, chúng khẳng định là tình yêu của Chúa sẽ minh chứng là trong câu 3 đến câu 5 các anh chị. Từ câu 3 đến câu 5 là Chúa cho chúng ta biết khi mà dân Israel là hỏi chứ Chúa yêu chúng con ở đâu, thì Chúa nói như này: chẳng phải Ê-sau là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau. Nếu mà ai đó trong anh chị em đang nghi ngờ cái tình yêu Chúa dành cho mình, thì hãy nhìn, hãy so sánh những gì anh em có với những người khác ở xung quanh anh em, ở ngay trong gia đình anh em, ở ngay trong hội thánh của anh chị em, rồi ở ngay trong cái làng xóm mà anh em đang ở đây. Anh em sẽ thấy rằng cái tình yêu Chúa dành cho anh em nó đặc biệt chứ nào. Israel có hai đứa con, xin lỗi, Isaac có hai đứa con, đó là Israel và Esau, tức là Jacob và Esau. Một đứa được phục hồi, còn một đứa thì bị tàn lụi vĩnh viễn. Cả hai đứa, tức là cả Jacob và Esau, là được sinh ra từ một mẹ thôi, cũng tội lỗi như nhau thôi. Jacob chẳng có hơn gì Esau cả. Anh xem à, chúng dùng cái hình ảnh đó để nói với con và anh em gì? Cái tình yêu Chúa yêu chúng ta như nào ấy, cứ nhìn vào những người ở trong ngay trong nhà mình thôi, ngay trong cái hội thánh mình thôi. Rồi anh em so sánh những gì mà anh em có với những gì người ta đó, anh em sẽ thấy, anh em sẽ nhận ra được Chúa yêu thương anh em như nào. Tôi là anh em không hơn gì người khác đâu, không, mình không có cái gì hơn người khác hết á. Mình chỉ có hơn được có cái thôi, là mình được Chúa sủng ái, mình được Chúa yêu thương hơn vậy thôi, chứ không có cái gì khác hơn nữa. Cái chữ mà ta yêu Jacob và ghét cái sau trong nguyên văn của nó là yêu, yêu cái hơn á. Hãy so sánh cái gia đình anh chị em với những cái gia đình khác. Hãy so sánh cái công việc anh chị em với công việc của những người khác. Hãy so sánh sức khỏe của anh chị em với những người khác, ngay trong gia đình mình thôi, ngay trong những bạn đồng trang lứa của mình thôi, thì anh chị em cũng đủ cái lý do để nói rằng Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài quá yêu con. Không cần phải nhìn đến đâu xa đó. Chúa bảo gì? Nếu các ngươi muốn có bằng chứng là ta yêu các ngươi chứ gì, hãy nhìn qua ngay sau đó. Hậu tự của Ê-sau là các ngươi sẽ thấy được ta yêu các con thế nào. Có thể anh chị em còn thiếu một vài cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà nếu anh thành thật đủ đó, thì tôi nói với anh chị em sẽ thấy là những gì anh chị em có nó trỗi hơn vô cùng những gì người khác có. Chúa đó, tình yêu của Chúa đó, đừng nghĩ rằng tôi ở đây xứng đáng để có điều này được. Học thì mình cùng học trường với người ta thôi, cùng một khóa giống nhau thôi, nhưng mình đi ra rồi tại sao lại mình lại giỏi hơn Chúa, chứ không phải vì mình giỏi hơn. Buôn bán ví dụ như bây giờ cô Sáu làm ăn rồi mở nấu ăn rồi các thứ, đâu phải mình cô Sáu làm đâu, đâu phải mình Hường bán trà sữa đâu, đâu phải một mình hầu việc Chúa đâu. Anh em ơi, khi nếu mà có một lúc nào đó anh em thôi qua cái lòng tin quyết hơn Chúa, có thể có một lúc nào đó anh em nghi ngờ tình yêu của Chúa, thì không cần nhìn đâu xa, cứ nhìn thẳng vào những người xung quanh mình thôi, là anh em sẽ thấy là thật Chúa sủng ái mình.
Bởi vì so sánh với những người khác, nhiều khi mình thấy mình còn kém hơn, mình không có tài năng, mình không có thân thế, mình không có gì hết á, mình chưa lại làm mình trỗi hơn. Cho nên anh em ơi, một khi mà tôi và anh em chân thành đủ đó, để đếm lại những gì mình có, những gì mà Chúa ban cho mình so với người khác, thì chắc chắn là anh chị em sẽ lớn tiếng mà nói rằng Đức Giê-hô-va thật là vĩ đại, vượt ra ngoài bờ cõi Israel. Tôi không biết trong những ngày qua có bao nhiêu người trong anh em luôn ở trong cái tình trạng làm phòng quán trách, mình đi với Chúa mà mình có thể được thế này, thế kia thế nào không vâng. Mình đi với Chúa sao tâm mình đã có thế này, mình không có thế này thế kia. Hãy dừng lại, rất thật. Hãy nhìn vào những gì anh em thầy đang có, thì anh em sẽ thấy được là cái điều mà anh em thầy đang có là cái điều mà người khác mơ chưa được. Khi tôi và anh em chỉ cần một chừng đó thôi là chúng ta sẽ đủ lời đủ tiếng để nói liên tục về cái sự tốt lành, về cái sự yêu thương mà Chúa dành cho mình. Chúa của tôi và anh em thờ phượng á, không chỉ có quyền ở trong hội thánh mà không. Chúa không chỉ có quyền ở trên những người tin thờ Chúa thôi đâu nè, mà Chúa có quyền để khắp mọi dân mọi nước. Đó là lý do mà khi một người có thể nói là Chúa vĩ đại và vượt ra ngoài cái bờ cõi của Israel. Những tình yêu của Chúa dành cho tôi và anh em không thể thay đổi. Mà thật, chỉ có tôi và anh em thay đổi cái lòng của mình đối với Chúa. Chứ Chúa thì mãi muôn đời chứ không thay đổi được gì. Hãy ngồi đếm lại những ân lành mà Chúa làm trên đời sống của chúng ta, của gia đình mình, thì anh em sẽ thấy Chúa xứng đáng được tin cậy. Chúa xứng đáng được tin cậy. Có thể ai đó trong anh em trong những ngày vừa qua chỉ còn cái xác là ở với Chúa thôi, chứ cái lòng hay là cái hồn của mình đã đi đâu rồi, đã dành cho đấu trường khác rồi. Thì sáng hôm nay tôi muốn nói với hai thầy anh chị ở tại đây cũng như những anh em đang xem qua online, tình yêu của Chúa dành cho anh chị em mà không thay đổi. Chúa vẫn tiếp tục khẳng định là Chúa yêu anh chị em một cách sâu đậm. Nếu anh chị em đòi bằng chứng rằng đâu là cái bằng chứng về tình yêu mà Chúa dành cho tôi, anh chị em hãy nhìn ra những người xung quanh, hãy so sánh chính mình, những gì anh chị em có với những gì xung quanh, ngay ở trong gia đình của anh em, coi những anh chị em ở trong một nhà thôi, anh chị em sẽ thấy anh chị em được ưu ái là gì mà. Ngay những gì anh chị em có này, chứ không cần đâu nhiều hơn á, những gì anh em hiện đang có với những người xung quanh, với những người cùng độ tuổi của anh chị em, với những người bạn cùng lớp của anh chị em, những người cùng sống của anh chị em, những người cùng nghề nghiệp của anh chị em, anh chị em sẽ thấy, ồ Chúa ơi, Chúa ưu ái con nhiều quá, Chúa sủng ái con. Mà nếu tình yêu của Chúa dành cho tôi và anh em không có, có thể ai đó trong anh em cứ mỗi một ngày được hưởng sự sống của Chúa, được hưởng bình an của Chúa, thu nhập ổn định, công việc ổn định, con cái lớn không, nhiều khi chúng ta nghĩ như là tự nhiên, không anh em ơi, đó là tình yêu Chúa dành cho anh chị em. Mặc dù anh em không có xứng đáng đâu, không ai trong chúng ta xứng đáng để có được tất cả những điều đó. Trong khi con cái người ta nghiện ngập, trong khi con cái người ta hư đốn, Chúa nặng lòng vì cái mối quan hệ của con đọc và anh em đối với này. Chúng ta trở nên hâm hẩm, chúng ta chỉ nên trở nên là hình thức bề ngoài, sự sống bên trong không còn nữa. Không phải vì Chúa thay đổi anh xem, không phải vì Chúa lấy lại quyền năng của Ngài hay là sự sống của Ngài trên mỗi một chúng ta. Không, Chúa không hề thay đổi. Cho đến đời đời Chúa vẫn mãi bị nguyên như vậy. Anh em ơi, lòng anh em đối với Chúa thế nào? Anh em có còn yêu mấy Ngài như buổi ban đầu? Anh em đến đây thờ phụng Ngài có phải vì lòng yêu mấy Ngài, hay là vì bổn phận, hay là vì giữ lễ, hay là vì nơi đây là nơi thờ phụng của nhà mình? Không ai biết được hết. Không ai biết được cái tình trạng tấm lòng của tôi anh em đối với Chúa trong những ngày vừa qua như nào. Không ai biết được tôi và anh em suy nghĩ như nào. Có thể ai đó trong anh em vẫn còn chấp thông Chúa. Chúa bảo là Chúa yêu thương, mà yêu thương ở đâu? Sao con chẳng thấy Chúa yêu thương gì? Anh em có thể nhìn vào cái gì anh em đang có, nhìn vào cái mạng sống của chúng ta, nhìn vào công việc của anh em còn có một nơi để ở, còn một nơi để đi về, còn có một gia đình để yêu thương, còn có một công việc để làm. Hãy nhìn vào đứa con, những đứa con của anh xem mỗi ngày mà nói rằng Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì quá yêu con.
Hãy nhìn vào cái tình cảm mà chồng mình đối với mình, vợ mình đối với mình, con cái mình đã dành cho mình, mà hãy cảm tạ Chúa vì Ngài còn yêu con. Đừng phôi pha đối với Ngài, đừng lạnh nhạt đối với Ngài. Khi tôi và anh em không còn giữ cái lòng của mình với Chúa, thì chúng ta sẽ trượt dài đi trong sự vô ơn anh chị em. Và càng ngày lòng của chúng ta trở nên sơ cứng đi, và chúng ta sẽ rơi vào cái cảnh trạng là đã thành một người thờ phụng Chúa dại, dại dột, chỉ còn hình thức bề ngoài mà thôi. Kêu lên với Chúa, nếu lòng Chúa sáng hôm nay trở đến như này, nếu lòng Chúa sáng hôm nay chỉ ra thấy cái tình trạng của cái thật của chúng ta, hãy trở lại với Chúa, hãy ôn lại, hãy ôn những ân lành, những kỷ niệm yêu thương mà Chúa dành cho chúng ta, để cái mối quan hệ của tôi và anh em với Chúa sẽ được làm sống lại, hâm nóng lại, làm tươi mới lên, làm phục hồi trở lại. Hallelujah, Hallelujah, oh Hallelujah. Chẳng thờ hứng đối với Ngài, đối với tình yêu lớn mà Ngài dành cho chúng ta. Vậy lắm trong những ngày vừa qua, thưa Chúa, chúng con quên những gì Chúa ban cho chúng ta. Chúng con không còn xem trọng những gì Chúa dành cho chúng con. Xin đem chúng con trở lại, xin nhắc lại cho chúng con nhớ những kỷ niệm yêu thương mà Ngài dành cho chúng con từ ngày chúng con tin Chúa cho đến tận hôm nay, để chúng con có thái độ đúng đối với Ngài, để chúng con không trở nên giả hình ở trước mặt Ngài, và để rồi sự sống của Chúa, quyền năng của Ngài được khôi phục lại ở trong chúng con, khai phóng từ trong chúng con ra và chạm đến những người khác. Chúa giàu, chúng con trở lại với Ngài. Chúng con biết được trở lại với Ngài là Đức Chúa Trời hàng sống của chúng con, là Đức Chúa Trời yêu thương mà không hề thay đổi. Lạy Chúa, xin làm mới lại trong chúng con tình yêu ban đầu của chúng con đối với Ngài, để chúng con sống cho ra sống, sống một đời chứng nhân lòng vinh danh Chúa. Nguyện khi người ta gặp gỡ chúng con, tiếp xúc với chúng con, người ta cảm nhận được tình yêu của Chúa từ trong chúng con đến với họ, để họ cũng được bắt phục và họ cũng trở lại với chính Ngài. Xin thăm viếng hội thánh Chúa ở tại đây, các đầy tớ của Ngài. Xin kéo hết thảy anh chị em của chúng con trở lại. Chúa ơi, nếu không ở Ngài, chúng con không làm chi được. Ngay cả cái việc mà đói khát Chúa không phải tự chúng con muốn mà có, mà đây cũng là sự ban cho của Ngài. Xin kéo chúng con đây, xin kéo anh chị em con đây, xin đặt để trong anh em con một cái tấm lòng cư mê, một cái tấm lòng cầu thay, một tấm lòng đói khát Chúa như những mấy chục năm về trước mà thế hệ cha anh của chúng con ở tại đây đã từng được Chúa đặt vào trong lòng. Con kêu xin Ngài Chúa giàu, để là Sion thật sự sẽ được phục hồi trở lại, Sion thật sự sẽ được thắp tiếp trở lại, Sion thật sự sẽ được Chúa chọn trở lại cho lời Chúa tiên phán ở trong sách Sách-ta-ri. Con biết đâu nào. Con kinh dân quý đại tên Chúa, hãy thải anh chị em của chúng con tại đây, người lớn cũng như người nhỏ, ở trong sự thương xót của Ngài. Nguyện Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên mỗi một anh em con, và dùng anh em con để chiếc giấy một cơn phấn hưng làm được.